chào người nhá. Thì chắc là video là quá trình sư tân ấy lên lục đạo thì anh em chắc là rất là muốn, rất là thích nữa. Video mới đăng được có từ hôm kia thôi, và bây giờ đã được 7.500 view rồi. Rất là cảm ơn anh em cho đến cái giây phút gọi là 13 giờ 17 phút thì bây giờ đang được 7.500 view. Rất là cảm ơn anh em, mong anh em là cố gắng cho cái video đấy lên khoảng gần 20.000 view. Trời ơi, dạ nhớ nhớ rồi, cảm ơn anh em nhá. Thì mong anh em luôn ủng hộ mình. Thì bây giờ vì cái series gọi là series được lên lục đạo ấy, anh em ủng hộ rất là nhiệt tình. Thế nên là bây giờ mình đã mượn được thêm một app của ông Luân, tên là Gai Vú đấy, kinh chưa, Gai Vú à ú. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho em gọi là em Zabuza lên lục đạo. Rồi chắc là anh em rất ít thấy Zabuza lên lục đạo đúng không? Thì có mỗi ông này thôi, ông ấy đột biến gen, ông ấy mới cho lên lục đạo ấy được đây. Nhưng mà con này đây CMD của ông ấy cũng sắp lên lục đạo rồi. Anh em có thể thấy bây giờ mình có 2 hồn thôi, còn khoảng 100 hồn nữa, và con kiểu vĩ này thì cũng còn tiếp tuần tuần, còn lâu lắm em ơi. Thì bây giờ chúng ta cùng vào luôn em Zabuza nhé em. Ai, một cái bọn mũi mất dậy này, nó cứ ngồi là đốt chim thôi anh em ạ, ngứa quá rồi ôi. Đốt chỗ nào không đốt, cứ đốt cái đầu cu. Ngứa thật, thôi bây giờ vào nhá. Thôi, vào. Bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua cái thông số kỹ thuật của em Zabuza. Thì em ấy ngực khá là to rồi, thử xoay chuyển càn khôn thế nào. Đấy, gồng nước kìa, đấy, đấm kìa. Rất là ngầu, xoay kiếm em ơi, xoay kiếm đi. Em không xoay kiếm à. Ôi trời, sao em lại cứ khoe lách tê lồng thì đeo co. Ủa ôi, lồng lách thì không có một sợi. Ủa ôi, được rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc nào. Ninja lưu vong, sở trường là chỉ đợi. Rồi, nhẫn 8, thể 9, ảo 6, kiên 7. Rồi, lực 9, tốc 7, tinh 7, ấn 7. Rồi, máu thì 43.000. Ôi, em này đứng tanh à. Rồi, công thì 2.800 này, công chakra 2.100 này, thủ 1.000 này, thủ chakra 900 này, bạo kích 15.000. Ồ, 15%, ồ, phải phết đấy, bạo kích chakra 7%. Thôi, chúng ta cùng vào luôn nhá. Thì anh em thường bảo mình gọi là lằng nhằng, lằng tà lằng hoàng. Bây giờ mình vào luôn, đéo nói nhiều ạ, đéo nói nhiều. Một, hai, là, khoan, từ từ. Cứ vậy từ từ lóng lẩy là dễ hiểu chảy lắm nha. Ở đâu nhỉ? Để cho anh em xem cái đéo. Đây đúng rồi. Đây, mình vừa mới vào xong cái sao ốc bé ốc này ông ấy chửi thằng em đéo gì đây được. Bé ốc này kìa, cái bé ốc này chửi mình ác thật. Trời ơi, bé ốc này ông chửi ác quá. Còn bé ông kìa, bé chết cục thằng em đi rất láo ấy. Ông kìa, thằng em đã thật láo. Ủa đúng chậu, đúng chậu ấy, rất là kinh nhỉ. Rồi, thôi, bây giờ chúng ta xem thế là đủ rồi. Rồi, chúng ta cùng ra vào luôn em Zabuza nhá. Rồi, bây giờ mình cũng mong chờ cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Thì ông này ông ấy cũng bảo mình từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội rồi, ok. Hôi nách anh em ạ, ôi ngồi nói nhiều toát hết cả mồ hôi lách. Trời mày thế không tắt mồ hôi bẹn nó không thì khú chim. Thôi vào nhá, đang hiện tại đang 11.000 lượt chiến, 11.700 lượt chiến. Mình nghĩ lần xong thì chắc lên được khoảng 11.900 lượt chiến, mình nghĩ là như thế. Thôi, 1, 2, 3, cái gì đây, là cái gì đây? Chiu, ya, bù 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 bù. Lắc sao nó không có gì đặc biệt cho lắm. Nó không có gì đặc biệt cho lắm anh em ạ, thực sự. Mình nói cái kiểu đấy chứ mình không thấy nó đặc biệt. Ôi, lục đạo thì vào luôn, dư lực đi. Rồi, em ấy đã lên rồi. Hiện tại em ấy đang là 12.000 lượt chiến. Thì bây giờ chúng ta cùng test khả năng của em ấy và đi thêm với cả đệ tử của em ấy nhá. Thì thằng này gọi là được gọi là thằng đệ tử, lần thằng em của Zabuza. Thì chắc là mình đi 6 thôi, cuối chương 6 nha anh em. Rồi, đi phát cuối chương 6 xem nào. Cho Zabuza lục đạo vào tất nhiên rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay. Và cho thêm thằng đệ của nó vào. Đâu em kia đâu nhỉ? Bạn ấy có không nhỉ? Đây em sư kết sư. Sao bạn này không lông sư kết sư à? Tao chết đối rồi sư kết sư rồi. Hai thằng cùng cầm thanh kiếm nhá. Một thằng kéo chặt đao chẻ bia rồi. Chẻ bia rồi. Tập này kéo hại bố con thằng nào. Mình có thật. Bạn này không hại bố con thằng nào luôn. Kiểu Zabuza hiểu không? Đẳng cấp rồi. Đẳng con đạp đẳng cấp rồi. Ai em nhìn này chuẩn bị. Chuẩn bị à, giơ lách lên này. Cho đi chú có chuẩn bị gì lách vào người nào, chú có cho chú gửi lách em ơi. Chú gửi xong rồi chú có chết cấp cụ nữa rồi. Đó liên quan rồi. Bây giờ bổ nó phát chết luôn. Bổ 3.900 máu này. Sống sót thế bắt giờ. Fuck cần wow shit gì được. Rồi là anh em ạ, cùng chém bạn rồi mình cũng cho gửi lách đây. Rồi ok, gửi đi em ơi, gửi đi. Phê không? Ôi phê rồi. Sao mày lại bị kiểu dính vào cái gì tiêu miễn vật lý rồi. Rồi đây em ơi. Rồi thằng Kisame vừa ra solo. Solo tuổi tôm à. Mày tuổi gì mày nói solo với cụ mày. Trời ơi, chúng nó tuổi gì luôn. Mình nói thật, Zabuza ra đây solo với Kisame. Anh em thấy Zabuza và Kisame thì em nào là em khủng hơn. Theo bề thì hiện tại em Kisame, em cắn cắp quang này đang là khủng nhất. Khủng nhất trong cái kiểu thất kiếm làm sương mù. Trong này bây giờ mới có mỗi hai thằng thất kiếm thôi. Mấy cái thằng kia nó tử của mẹ con chỗ nào ấy không biết nữa. Rồi chúng ta cùng cân chương anh em. Đi thử gọi là cân chương 7 anh em ơi. Mình sẽ cân chương 7 luôn, không cho cái thằng em yếu đuối thì cùng nữa. Thằng kia là yếu đuối quá các bạn, yếu đuối lắm ở những vật lý. Ô thằng này đúng rồi em ơi. Bổ toàn vật lý này. Chúng nó bổ bịch đéo thấp đéo bịch, bổ nó cũng đéo thấp. Bổ nó đéo mất cái gì cả, bịch vật lý lại chúng nó lại miễn vật lý bỏ mẹ rồi. Ôi giời, thật kìa chết rồi. Mình đã có chiêu gửi lách rồi kìa. Chuẩn bị ra kia, anh kia mình cho gửi lách khác lại nghe gửi em ơi. Đấy, thôi vâng. Rồi, mặt có vải phê phê, cật cật, phê lúa rồi. Bây giờ là anh sẽ không bao giờ đâu. Anh sẽ nhìn em lại, anh sẽ thật xa. Rồi, nhìn em lại, nhìn em về ghét sư và bị cảm giác lại lao lý đến lạ thường. Rồi, em bị sắp chết rồi. Rồi, bây giờ em mình hút vai phát ở trên này, hút đi em ơi, hút đi. Đấy, hút đấy, đúng rồi, chết đôi luôn. Rồi, đúng rồi, đấy, con này là cái con gọi là con gì nhỉ? Gọi là con rồng nước kìa. Rồng nước đúng không? Rồi, ok. Thôi người lắc đi em ơi, không bảo con ra là con kia nó cho mình chết đấy. Thôi nó đóng bao mình rồi, thôi bỏ mẹ rồi. Thằng này nó không có thủ dân với mình rồi, tôi chết rồi. Chết rồi, mày có hiểu không? Mày có hiểu rồi, thật lắc bố mày là mù
mùi kiểu cái mùi mùi đặc trưng rồi. Mùi này là mùi vậy, mùi mùi pha quế trộn thêm cả quế pha. Em kia em ấy ở cùng cùng lại em với nhau làm gì mà chúng mày lại cũng phàn với bố này thế? Ôi làm gì đây? Sao thầy dùng cái chiêu này như mình biết hết cái tác dụng của nó mình cái quất được phát gì? Nói chung là mình ấy cái để tắc đa mà, đúng không? Để tắc đa vậy, không bị đổ ba chết bố vậy ta chi? Thằng này nó khỏe phết anh em ạ, lên lục đạo và em nó có vẻ gầu phết, trông có vẻ đi cũng quan không lẫn biệt phết đấy. Đây là đi thử trường tán anh em. Mình hôm nay mình cứ đi thử thử thôi, xem là mức khủng khủng của nó là đi giới hạn của em đó là đến được tầng nào. Bây giờ thì em ấy hiện tại đang cân được 7 anh hùng nhá. Em ấy vẫn cân được 7 anh hùng rất là bình thường. Rồi bây giờ xem nào. Nếu mà cứ như theo kế hoạch thì ngày mai thì Ngũ Đại Kage sẽ được xuất hiện cho anh em xem nhá. Gia đình Naruto thì cũng sắp rồi. Đến cuối tháng này thì được tặng thêm em mẹ của Tsunade. Mẹ của Naruto. Mình có mẹ Naruto thì bắt đầu mình mới review cho anh em xem được gia đình của Naruto nhá. Bây giờ mình chưa có. Bây giờ mình mới có Naruto và Minato thôi, mình chưa có mẹ của Naruto. Bao giờ cuối tháng nó tặng cho đủ hồn thì mình mới có được mẹ Naruto, mà có mẹ của Naruto rồi thì mình mới review cho anh em xem được. Ok. Vâng, mà hết cảm ơn anh em ạ. Thực sự nhiều lúc kiểu mình cứ kiểu cơn chó dại lên cơn vậy đấy. Kiểu nói nhiều chẳng hiểu gì luôn, nói nhiều lúc lại chẳng hiểu mình đang định nói cái gì. Thì thực sự là mình cũng không biết về em Yakuza này khỏe như nào, nhưng theo mình thì mình đã thích con này. Thực sự là mình không thích con này vì sở khi của nó nếu có gì đặc biệt vậy, cứ dùng mỗi lần ấn vào nó là mình lại nhìn thấy cái nách của nó trắng hiếu giơ lên đéo hiểu để làm gì ạ. Xong rồi lại bị cái bọn kia cầm lặng cho tao giơ nách lên tiếp em ơi, giơ nách cầm lặng bố rồi giơ nách lên phát nào rồi cái cãi gì đấy anh em, mình lại giơ nách lên đấy cho nó gửi phát thằng Zetsu chết bố nó luôn. Mỗi lần gửi nách là lại một lần em chết đi, lại một lần em ra đi hả. Nhưng mà sức mạnh nó lên đến lục đạo rồi thì con nào nó cũng khỏe thôi. Mỗi tội là mình không thích nó là bởi vì nó không có cái gì đó đặc sắc cho lắm. Ví dụ Tsunade thì nó còn có cái gì nhỉ? Đến ngày dưới đít dưới chân của em ấy còn đỏ ấy, nhìn trông rất là đẹp, rất là ngầu. Con này nó không gì đặc biệt đấy, đến tháng thì sao lại chặt trắng xóa xóa. Bắn ra toàn những cái con khuyết tật thế này thì chết tôi rồi, chết tôi không. Ôi trời chết tôi rồi, đéo đi được rồi, không đi được rồi. Quả này đến kiểu lại chết rồi, lại làm đây rồi, lại bị thằng kia giữ rồi. Mẹ làm ăn nhớ được cái mẹ gì rồi, còn chết bé ngủ ngon thế này. Đang giết được nó, chưa giết được thằng kia thì thật thật sau nó lại đi hồi sinh cho con nữa. Mẹ cái thằng cú lạc động vật này, chết rồi. Ô thất bại kìa, ô đến được ải 8 rồi, được chết kìa, đùa chứ. Chúng ta thử đi thử ải 9 nào. Ải 8 anh thua nhưng chưa chắc ải 9 anh đã thua nữa. Nhiều lúc nào nó cũng đen đủi tại vì gặp cái thằng Zetsu. Thằng Zetsu chắc kia nó biết vật lý và con này nó chuyên vật lý rồi. Nó mổ, mỗi lần nó mổ mắt thì yên tâm là sẽ có vài em phải ra đi. Nên chưa kịp gì kìa, trong mặt nó rất là ngầu, rất là cool đấy. Thế mà lại bị cái con kia thả thịt cho. Thả tim cho con là lại bị tim cho nó thả. Nó chết không, nó chết cũng ăn lòng tôi không. Mệnh danh là một trong những con để thất kiếm là sương mù ấy, nhưng mà nó lại yếu nhất. Yakuza mình thấy yếu nhất trong tất cả các kiếm, thì cái kiếm của Yakuza là hình như là cùi nhất rằng. Kiếm của Yakuza chẳng có chức năng mẹ gì, có một cái chức năng nó chính là kiểu đánh nhau ấy, nếu mà bị gãy kiếm ấy, nhưng mà nó vẫn chưa kiểu vẫn có khả năng là tái hồi lại sao ấy. Kiểu có mà máu của cái địch vào cái kiếm đấy thì nó sẽ hồi lại. Đấy, sao mình biết lại như thế, chứ còn thực ra thì mình cũng chẳng biết cái mẹ gì đâu. Xem một vài tập Naruto bây giờ thì đang cái phun cho mẹ từ lâu rồi. Phải đặt cái phun nữa. Thì Boruto thì hàng ngày nó vẫn diễn ra. Thì mình vẫn cứ xem Boruto và Dragon Ball đó. Mình giáo thì bỏ được kiểu ký ức thời trận sâu. Thì cách đây mình xem Naruto cách đây từ hồi lớp 9 rồi, bây giờ mình lên vẹn lớp 12 rồi vẫn xem Naruto. Công nhận là cái thời đấy, công nhận là cái Naruto này nó sản xuất đấy kỹ thật. Kiểu cụ chết rồi xong rồi đến cả đời con đời cháu đời chút đời chít đời chút thực đời chít chít rồi vẫn yếu hết được Naruto. Thực sự bây giờ thì mình nghĩ là cái Boruto đấy chắc là khoảng 2-3 năm nữa thì bắt đầu mới hết được Boruto. Hết Boruto lại đến đời con Boruto rồi cháu Boruto rồi cháu Boruto rồi cụ đập chít Boruto rồi ông Boruto rồi các thứ vân vân đằng sau đó nói chung rất là nhiều. Thì thực ra thì bây giờ ông ra thì chỉ rất là hấp dẫn thôi, thì mình cũng cứ xem thôi, đã biết bao giờ mình xem xong được cái bộ Boruto này lâu lắm rồi, mai sau mình chuyển nhượng cho con mình sẽ kiểu nói sơ qua rồi cho kiểu là niềm đam mê của mình cháy bỏng của mình vào cho người con của con mình, bây giờ nó lại cày tiếp cho mình đấy. Mình nếu xem được thì mình phải cho con mình xem tiếp tục. Thì thực ra thì mình thấy thì con Yakuza này nó cũng khá là bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt đấy, anh em thấy không, ải 8 thì đéo đi được, ải 9 thì qua rất là dễ dàng đấy, nhiều lúc mà nó lại số phận nó hợp hưu thế đấy. Có phải là cứ phải qua được thì là nó mới là qua được đâu, bây giờ thằng Obito kia là vô địch rồi, nó vô địch rồi, đúng rồi, bộ nó phát đã chết bố luôn. Đây các thấy ạ, ủa tôi đánh rắn khối quay em không, ôi trời ơi mùi khác hết thì mùi mắm tôm không, ôi mùi tinh dị quá. Thực sự là tôi rắm một tôi, người ta thường bảo là cứ tay người đấy ngửi mà tôi đéo trên người nó cất của tôi, cứ tôi ngửi mẹ cắm nó khú kinh khủng, thật sự kinh khủng luôn. Bây giờ đi thử lốt cái chương 10 luôn nhá, cái chương 10 này mà đi qua được là anh yên tâm là từ những cái chương sau anh em sẽ qua được, còn là chương 11 thì mình nghĩ là không qua được rồi. Mình đẳng cấp của em nó thì tụi đi qua được chương 11. Anh em nào mà không tin thì anh em cứ thử đi, để đéo được đâu, yên tâm. Tôi từ trước rồi, tôi là tính con cũ rồi, trước đầu tôi lúc nào cũng có chiến thuật rồi. Ải 10 thì cũng chưa qua được, đi từ ải 10 này mình nghĩ biết phải qua rồi. Thì tí nữa nhìn cái con đã gọi là cái con đã Ichibaju kìa, là rút xương ra rồi nó hồi máu thì như con chó điên, sợ đại nó hồi máu gì vậy đấy. Anh em thấy không, vừa bánh nó được vài phát vừa lại có được một tí máu, nó hồi nó cụ đẩy nó chết luôn. Đằng này chúng họ bánh nó gọi nó cọc quạt rồi, chúng này mỗi nào sơi chết.
À, thì thực sự anh em nào mà theo mình thì đừng có lên cái con này. Thì ông Luân này thì bị ông Hảo gọi là Luân ML. Mình cũng không biết ML là cái gì. Thế nên là mình chỉ gọi là trích đoạn lại cho ông Luân để ông ấy xem video này thì ông ấy biết. Đấy thì chắc là ông này ông ấy cày con này mình thấy nó khá là tốn tiền. Nó chả được cái mẹ gì. Mình thấy nó không đến không phải là yếu nhưng mà mình cũng không thấy nó khỏe. Khỏe thì cũng bình thường, không đến mức mà phải gọi là thần thái thì nó không phải gọi là đặc biệt lắm nhá. Giống như kiểu Itachi mà lên được lục đạo thì chắc là không, mình không ăn tin thì con này sắp thiên phép. Con này thì anh cũng trâu mà đam cũng khỏe, đi thì cũng khá là ok và mình rất thích đấy, căn bản như thế. Còn cái con anh em nhìn thấy con chuyên hạt tim ở bên tim bạn không? Đấy mình thấy là con đấy là thằng nào nó cũng yêu được, thằng nào nó cũng chợp được. Thằng bé mình không làm gì view cũng bị cái con đấy nó thả tim. Đùa, cái thả là cái gì không biết đâu, chúng nó chắc gì chúng nó yêu mày. Khiếp cái con động vật học, xúc vật học. Đấy lại bị thả tim lại chết rồi nhá. Nghe đấy chứ ải 10 bíu qua được ải 11. Ôi, làm gì đây? Diễm gì? Như bật cái anti lên là được diễm gì? Rồi gặp thương. Rồi ủa, vẫn cần được tiêu ạ. Còn vài ba giọt máu hay cần gì mày? Bị thằng kia thúc cho khát giữa bụng thôi. Vậy xui, rất cần. Chúng ta cũng thể đi thử cái thác thất lạc cho em. Đi thử xem là em có làm gì được với thác thất lạc hay không. Thì hiện tại thì bây giờ đang ở tầng 1. Rồi cho em này vào. Cho em này vào. Đây này vào. Đây này. Đây này. Đây, cái đội hình full đấy. Đây chính là đội hình full của bạn ấy ạ. Thế nhưng mà tại sao cái lực chiến của áo này nó cùi thế nhỉ? Chiến anh này có 60.000 lực chiến hay sao ấy? Mình thấy cũng khá là khỏe mà sao lại được có 60.000 nhỉ? Em này khá là nhạt nhẽo, nếu mà đứng ở trong đội hình thực sự thì những cái con kia nó khá là nổi bật. Thế nên là em Labuza này khá là nhạt nhẽo. Còn ông này, ông Lân này, ông cày nếp thì lên cấp 9 rơi khá to tướng rồi. Nhưng mà lực chiến thì mình thấy cũng bình thường, hạng 9 mấy. Chúng ta cùng đi xong rồi, chúng ta thể đi đấu trường phát nào, xem là sức mạnh của em bây giờ trong đấu trường thì có phải là vừa vào phát chất lượng không. Rồi chúng ta cùng đi xem nào. Đấy, có 5.000 lực chiến này. Đây là cho em thằng Hanzo à. Có cái thằng đầu khắc kia vào làm cái gì không biết đâu mày. Quánh thử thằng này, quánh thử thằng này. 64.000 đây hình mình được 62.000 được chiến. Rồi bỏ con gì ra bây giờ, bỏ cụ con gì ra cho 66.000 được chiến. Đây chính là đội hình tấn công, nếu mà hết cỡ thì được 66.000 được chiến. Cùi hơn ông Hảo 10.000 được chiến. Thì ác này được có VIP 3 thôi. Ác của ông Hảo thì không thể nói đâu, ông Hảo là VIP 5 rồi. Thế nên là nhiều cái ưu đãi hơn. Rồi gặp Naruto lực đạo thì anh có vẻ khá là ngầu, nhưng mà thực sự thì nếu mà tôi mà dùng nick Hảo thì cái con này mà gặp ra Kage vài ba bước cơ bản thì chết bố rồi luôn. Thôi chưa kịp hồi máu bố mày, còn chưa kịp làm gì. Ôi tấn công bằng nick đầu thế. Mấy thằng này đúng kiểu mấy cái thằng chuyên gia móc lốt. Ôi một mình Naruto nó gọi là cân tim à. Naruto nó cân tim anh em ơi, lực đạo cộng 1 nó cân tim rồi. Mặc áo của bố nó và mắt thì mắt hiền nhân thật. Ôi là thúc kiểu, ôi em này cho nó gửi nách đi em ơi. Mày không cho nó gửi nách à, nó về nó mày cho nó gửi nách phát mặt phê nó là choáng. Tôi bị thằng kia cho nó trói chân rồi. Đúng rồi, trói chân. Không biết có ăn được không nghe. Rồi một máu, rồi thằng Naruto đấm Tsunade một máu thôi. Nhưng mà bây giờ căn bản là mình đang bị khống chế rồi, bị xê xê rồi. Ôi, làm gì đây? Ôi, không giết được thằng Nít nó à? Ôi, không giết được một thằng nào thằng Nít nó, giết được mỗi thằng Hanzo. Ôi, sắp chết rồi. Chính ra ác này nó cũng rất là trâu. Khá là trâu chó, nhưng mà không ăn được. Chúng nó khỏe hơn nhiều quá. Khỏe hơn nhiều quá. Vậy cho Hanzo là cái gì nhỉ? Mình không biết cho con này. Để tôi sắp xếp đội hình chuẩn cho ông nhá. Cho một con này vào, một con này vào, một con này vào, một con Mia vào, với cả một con này đi. Ba thằng tanh luôn, không phải xoắn. Ba thằng tanh luôn là đủ biết được sự ba con. Từ từ. Rồi, nhầm, không được. Thực sự đấy, tôi thì ra khoảng giao bây giờ rất là thừa mãi luôn. Tôi phải trả được cái sự mẹ gì. Cho bố thằng này vào, có phải khỏe không? Đấy, có phải khỏe không? Bây giờ thì lại có cái khoảng thằng này ngắt việc mãi, lại bỏ Mia ra để cho con Naruto vào. Đi đóng tanh là nó chắc đấy. Đóng phát vào cái thằng nó tấn lặng rồi như là sụp lên to. Thằng này thì xê xê rồi. Còn thằng này biết là cái tích sự mẹ gì. Lâu dài à? Biết là cái gì? Lên cho chúng nó gửi nách. Chúng nó thấy lại nách thằng này như là nách thối. Nhưng mà vẫn trước khi đi chiến đấu lại dùng gì Sơn Na. À nhầm dùng gì Sơn Na để lăn này. Thử mẹ mùi nó có tác dụng mẹ gì. Rồi chúng ta cùng đi thử trách bá nhá. Từ lấy giờ mẹ mình nói gì ta đi chuyện trái đến cái tầng mù nào. Ủa bây giờ ô thế lắc rồi. Thực sự là đấy mình cứ đến cái kiểu cái đoạn này là mình đã bị lắc. Đúng cái kiểu học tôi là đấy, kiểu là người làm về game này. Nếu mà kiểu Geos nhầm lại lộn mẹ sang bên mình. Nếu mà kiểu admin của học viện Ninja mà có thấy được cái video này thì tôi mong ông phải gọi là thấn thỉnh con mẹ lại game này đi. Cứ đăng kiểu quay video một lúc xong vào thách bá nó lại bị đàn loát. Bố này cũng lại ạ mày. Thôi thì cũng nhân tiện là đăng loát như này thôi, tôi cũng chào anh em luôn. Rồi mong anh em ủng hộ tôi nhiệt tình like và share, ok. Cảm ơn mọi người nha. Thì ông Hảo đang nhận cho tôi vài ba cái app mà có chuẩn bị lên lục đạo để cho tôi review cho anh em xem. Thế nên là mong anh em có app nào mà có lục đạo đang chuẩn bị lên thì anh em lại vứt luôn vào cái mặt mình để cho mình cho lên sóng nhá. Rồi cảm ơn anh em đã xem xong video nha. Bye bye, nhớ like và share bởi vì nó phờ gì. Ôi mẹ, nó cái mắt này. Tôi cắt luôn bây giờ thôi.